Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tóm tắt phim Yu-Gi-Oh! 5DS trên kênh M2 Duel Channel. Hôm nay chúng ta hãy cùng theo dõi trận đấu của Aki sẽ diễn ra như thế nào nhé. Liệu Aki có thật sự là người gây nên cái chết của em Misty hay không? Liệu các Shiner có đóng kịp cánh cổng của Minh Giới trước khi mặt trời lặn không? Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Tập 60. Misty đang xem lại anh cũ và nhớ về em trai mình. Còn nhóm UC cũng đang chạy đến chỗ Aki. Nếu không mau chóng chiến thắng trước khi mặt trời lặn, Minh Vương sẽ đến thế giới này. Aki có nói với Mikage về chuyện Misty bảo Aki giết em cô ấy. Aki thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng để không phụ sự kỳ vọng của Yusei và mọi người, Aki nhất định sẽ đánh bại Misty. Aki cùng nhóm Yusei đến nơi, nhưng vẫn chưa tìm thấy Misty, nên họ đành chia nhau ra tìm kiếm. Mikage gặp một người bí ẩn, người này tự nhận là đến đây do được lệnh từ Goodwin. Aki đã tìm thấy Misty, nên đuổi theo, rồi bị nhốt trong nhà gương. Ở ngoài, Yusei suýt bị một biển báo rơi xuống chúng người. Cũng may mà có người bí ẩn cảnh báo nên Yusei mới thoát được. Trận đấu của Aki và Misty bắt đầu. Misty đi trước, kích hoạt ma pháp môi trường May of Mirror Mirror Ladyrus, sau đó kích hoạt ma pháp Sad Story Soulful Memory. Khung cảnh xung quanh dần thay đổi. Đây là khoảnh khắc vui vẻ của Misty và em trai. Toby cũng khoe với Misty về Aki, người có năng lực giống cậu bé. Soulful Memory có hiệu ứng trong lượt rút bài, người chơi rút được quái thú. Lá bài này sẽ bắt người chơi phải đưa nó quay trở lại bộ bài và xào lên. Misty triệu hồi Restless Seven 100 công. Có khả năng khi nó ở trên sân thì Aki không được triệu hồi quái thú rồi kết thúc lượt. Lượt Aki do rút được quái thú nên Sorrowful Memory buộc Aki phải bỏ nó lại bộ bài. Aki đành úp một lá rồi hết lượt. Bên này, gã bí ẩn chỉ Yusei vào căn nhà. Bên dưới, Mikage đang bất tỉnh, rồi đột nhiên một quả cầu lửa nhắm đến Yusei. Thì ra là do gã đó. Sau đó hắn triệu hồi một cây kiếm rồi tấn công Yusei. Lượt Misty kích hoạt ma pháp Sanctuary Unwavering Chu. Một ký ức nữa lại hiện lên là lúc ở Arcadia Moment. Toby đã chạy đến chào Aki. Cậu bé muốn xin bí quyết trở nên mạnh mẽ như Aki. Lúc đó Aki chỉ lạnh lùng nói Device sẽ trả lời cậu bé. Unwavering True có công năng trong lượt rút bài, nếu rút được ma pháp phải đưa nó về bộ bài và xào lên. Nghĩa là bây giờ Aki không thể rút được bài phép. Sau đó Misty dùng Repsilet Servant tấn công trực tiếp Aki, gây cho cô 100 tổn thất. Gã bí ẩn đang giằng co với Yusei, hắn tiếp tục dùng cầu lửa tấn công rồi nói Aki thuộc về hắn. Rồi hắn đón nhấc Yusei để nhốt xuống chung với Mikage, sau đó cho nước tràn vào để nhấn chìm cả hai. Công năng của Mirror Labyrinth được kích hoạt nếu không có quái thú 5 sao hoặc cao hơn, và chỉ có một quái thú từ 4 sao trở xuống trên sân cả hai người chơi. Lá bài này cho phép quái thú đó được tấn công thêm lần nữa. Misty tiếp tục gây cho Aki 100 tổn thất. Misty úp một lá rồi hết lượt. Lượt Aki do rút được bài 7 nên Aki không phải đưa nó vào bộ bài. Aki úp một lá rồi hết lượt. Lượt Misty kích hoạt ma pháp Satori Sweat Jet Day, tái hiện ngày Aki bùng phát sức mạnh, tàn phá khu vực Diamond. Toby cũng ở đó và bị một mảnh tường đè lên. Aki phủ nhận chuyện đó, nhưng Misty nói Arcadia Moment đã giấu nhẹ vụ việc. Những gì Aki vừa thấy mới là sự thật. Ratchet Day có công năng nếu rút được bài 7 thì người chơi phải đưa nó lại vào bộ bài rồi xào lên. Vậy là bây giờ cả hai người họ đều không phải thêm bài lên tay ở lượt rút bài nữa. Aki kích hoạt 7 Illusion Destruction, chuyển Reptile 7 sang thế hữu ấp. Khi Reptile 7 bị chọn là mục tiêu của bài 7 hoặc ma pháp, nó bị tiêu diệt. Aki nói với Misty dù Toby có tiếp xúc với cô, nhưng Aki thật sự không biết Toby là ai, và tai nạn của Toby thật sự không liên quan đến cô. Misty kích hoạt 7 Bad End Chains of Sorrow, một ký ức hiện lên. Misty khóc bên Toby, rồi trong lúc chạy xe do mất tập trung nên đã lao xuống vực. Nhờ vậy cô đã được hồi sinh và trở thành Dark Shiner. Bên này Yusei và Mikage đang dần bị nhấn chìm. Ushio bên ngoài tìm thấy được thẻ của Mikage và nghe được tiếng kêu cứu của cô nên đã vội chạy vào cứu cả hai. Do ảnh hưởng tâm lý nên Aki đã mất ý chí chiến đấu và nghĩ Misty có quyền trừng phạt cô. Aki bật ngửa ra sau, suýt bị mạnh hỷ thanh đâm. Thì gã bí ẩn đã đỡ Aki, thì ra đó là Device. Sau trận đấu với Kali, Device vẫn sống. Anh động viên Aki tiếp tục chiến đấu rồi khẽ vào tay Aki mật hiệu. Khiến sức mạnh của Aki bùng phát. Aki dường như đã trở thành con người khác, tàn bạo hơn. Tự nhiên mình đến từ phái ma nữ, là phù thủy hoa hồng đen á, và sẽ đánh bại Misty. Công năng của Chain of Sorrow, nếu cả hai lá Sad Story, Sorrowful Memory, Unwavering True và Watch the Day đều ở trên sân, Misty có thể dùng hàng đặc biệt Bass and Wind Dragon ra sân. Sau đó Misty dùng Bass and Wind Dragon tấn công trực tiếp Aki, gây cho Aki 1900 thiệt hại. Nếu Aki nhận thiệt hại từ đòn tấn công của Bass and Wind Dragon, Aki phải bỏ một lá bài trên tay xuống mộ. Aki đưa ra Head vào mộ, sau đó Misty được rút một lá. Do không phải lượt rút bài nên Misty không cần đưa nó vào bộ bài bởi công năng của các ma pháp Satori. Lượt Aki,
Do rút được quái thú nên Aki đưa nó lại vào bộ bài. Sau đó triệu hồi Black Straw Witch 1700 công. Có khả năng khi được triệu hồi thành công, Aki đều rút một lá. Nếu Aki không rút được quái thú, lá bài này sẽ bị phá hủy. Aki rút được Rose Beric. Có khả năng khi đưa lên tay từ bộ bài, Aki có thể triệu hồi đặc biệt nó ra sân. Tiếp đó, Aki dùng Black Straw Witch cùng với Rose Beric tiến hành triệu hồi Syndro Black Straw Dragon 2400 công. Tập 61. Aki dùng Black Straw tấn công Bass and Wing Dragon, gây cho Misty 500 tổn thất rồi hết lượt. Bây giờ Misty mới cho xuất hiện hình vẽ tắc kè. Usher cuối cùng cũng thành công cứu Yusei và Mikage. Lượt Misty do rút được quái thú nên Misty phải đưa nó vào bộ bài. Bass and Wing Dragon có thể được triệu hồi về sân bằng cách gửi một ma pháp tĩnh cửu xuống mộ. Misty gửi Sorrowful Memory vào mộ để Bass and Wing Dragon về sân. Sau đó trang bị cho nó ma pháp Resilient Angel, tăng công cho nó thành 2700. Tiếp đó dùng Bass and Wing Dragon tấn công Black Throw. Aki lập tức kích hoạt 7 Rogue Blizzard. Khi quái thú trên sân, Aki bị chọn làm mục tiêu tấn công, vô hiệu hóa đợt tấn công của quái thú Misty và chuyển nó về thế phòng thủ. Yusei lúc này đã đến, nhận ra Aki đã thay đổi và phát hiện ra Divine đang đứng ở tòa nhà bên kia. Lượt Aki là bỏ Rose Spirit trong mộ để kích hoạt khả năng của Black Throw, chuyển Bass and Wing Dragon về thế tấn công và giảm sức công của nó bằng 0. Tiếp đó, Aki dùng Black Throw Dragon tấn công Bass and Wing Dragon, hạ điểm góc của Misty còn 1100. Khi quái thú được trang bị bởi Resilient Angel bị tiêu diệt, quái thú tiêu diệt nó bị giảm 800 công. Aki triệu hồi Dark Vedu 1000 thủ rồi hết lượt. Khi Yusei lên gặp Divine, Divine nói do cái Darksider đã phá hủy Akiya Moment và làm Divine có vết sẹo trên mặt, nên hắn đến đây để trả thù. Và trên hết, Divine vẫn còn điều khiển tâm trí Aki. Divine dùng Aki để trả thù Darksider. Divine tiếp tục tấn công Yusei. Divine chế giễu Misty. Điều đó làm Yusei đoán ra Divine có liên quan tới tai nạn của Toby. Lượt Misty triệu hồi Repsilet Ghana 2000 thủ, sau đó đưa ma pháp Unwavering Chu vào mộ để triệu hồi Bat and Wind Dragon về lại sân. Tiếp đó dùng Bat and Wind Dragon tấn công tiêu diệt Black Crow, gây cho Aki 300 thiệt hại. Khả năng của Bat and Wind Dragon được kích hoạt. Aki bỏ một lá, Misty được rút một lá. Lượt Aki kích hoạt ma pháp Varang Storm, tiêu diệt một quái thú loại cây. Aki được rút một lá. Khi rút được quái thú cây, Aki có thể tiết lộ cho Misty và được phép rút thêm một lá nữa. Aki triệu hồi Copy Land. Khi Aki triệu hồi quái thú Tuner loại cây, Dark Vedu dưới mộ có thể được triệu hồi đặc biệt lên sân. Aki úp hai lá rồi hết lượt. Lượt Misty kích hoạt ma pháp Advent Fog, cho phép xem Bat and Wind Dragon như hai quái thú có thể hiến tế. Sau đó Misty hiến tế nó để triệu hồi Upper God Sarehu 2800 công. Yusei chất vấn Divine có đứng sau tai nạn của Toby và đổ lỗi lên đầu Aki hay không. Hắn cũng không ngần ngại mà trả lời đúng như vậy. Chính hắn là người đứng đằng sau tai nạn của Toby. Một năm trước, trong lúc thí nghiệm lên Toby, hắn đã tăng cường độ khiến cậu bé không thể chịu được mà qua đời. Yusei tức giận lao đến hắn, nhưng Divine đã kích hoạt một vụ nổ khiến Yusei văng ra khỏi tòa nhà. Chuẩn bị kết liễu Yusei thì anh tiết lộ với Divine Durus này là do Yusei chế tạo, nên Yusei đã thêm cho nó chức năng thu âm. Cuộc nói chuyện vừa nãy của họ đã bị ghi âm lại và Misty đã nghe được toàn bộ câu chuyện, khiến cô rất phẫn nộ. Misty dùng Sereho bắt lấy rồi nuốt hắn. Misty đã trở lại bình thường do đã trả thù thành công cho em trai và hiểu ra Aki không có tội, nên Misty quyết định đầu hàng vì không có lý do để quyết đấu nữa. Nhưng với bớt Darksider lại không cho cô làm điều đó. Nó điều khiển Misty tiếp tục chiến đấu. Nghe tiếng Yusei gọi nên Aki đã lấy lại được ý thức. Misty dùng Sereho tấn công trực tiếp Aki, nhưng cô kịp thời kích hoạt 7 Frown Capture, giảm một nửa tổn thất từ quái thú Misty, nên Aki nhận 1400 thiệt hại. Ngoài ra Aki còn rút thêm một lá cho tổn thất lớn hơn 1000. Misty ở một lá rồi hết lượt. Lượt Aki dùng Copy Land sao chép cấp sao của Dark Vedu, sau đó triệu hồi Garhead. Tiếp theo kích hoạt ma pháp Shining Rebirth, chọn một quái thú Syndro trong mộ, đưa các quái thú làm nguyên liệu để triệu hồi ra nó từ sân xuống mộ. Để triệu hồi Syndro quái thú đó từ mộ lên sân, Black Crow Dragon trở về sân đấu. Khi được triệu hồi thành công, Black Crow có thể phá hủy toàn bộ bài trên sân. Nhờ khả năng của Shining Rebirth, Black Crow không bị tiêu diệt do hiệu ứng này. Misty kích hoạt 7 Death Razor. Khi một khả năng phá hủy bài trên sân được kích hoạt, lá bài này sẽ gây 300 tổn thất cho Aki. Ước với mỗi lá bài bị phá hủy, có 7 lá bài bị phá hủy, Aki phải nhận 2100 thiệt hại. Aki kích hoạt Reflect Nature, phản lại thiệt hại nhận từ đối phương. Người nhận 2100 tổn thất chính là Misty. Từ đó giành chiến thắng về cho Aki. Các Shiner đã giành chiến thắng áp đảo trước các Darksider, nhưng chiến thắng này thật sự khiến Aki rất buồn. Lúc này tất cả mọi người bị hiến tế cho Upbound đã trở lại bình thường. Thì bỗng nhiên một trận động đất xảy ra. Phía thành phố, một hình vẽ khác xuất hiện. Hình vẽ đó là sao? Liệu vẫn còn một Darksider nào khác? Hay tệ hơn, Minh Vương đã đến được thế giới này. Hãy cùng nhau đón chờ các số tin tức tiếp theo nhé. Các bạn đừng quên đăng ký, bấm chuông để không bỏ lỡ các video mới nhất từ MyHeyDude Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.